ông trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đang phải đối mặt với nhiều tội danh. Trong các đơn kiện đệ lên tòa ngày 13 tháng 12, cả Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC cùng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai CFTC đều cáo buộc Bankman-Fried phạm tội gian lận. Ông Bankman-Fried đã bị bắt ngày 12 tháng 12 tại nhà riêng ở Bahamas theo đề nghị của Mỹ. Thẩm phán tại Bahamas đã bác bỏ yêu cầu được bảo lãnh để tại ngoại của Bankman-Fried và duy trì lệnh tạm giam trong thời gian tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan việc dẫn độ đối tượng này về Mỹ. Theo truyền thông địa phương, tòa án Bahamas sẽ tiến hành xem xét yêu cầu dẫn độ của Mỹ vào ngày 8 tháng 2 năm 2023. Trong khi đó, văn phòng tổng chưởng lý ở Bahamas cho biết Bankman-Fried sẽ bị tạm giam tại nước này cho tới khi Mỹ yêu cầu dẫn độ. Trước đó, văn phòng công tố quận Nam New York, Mỹ đã chia sẻ một bản cáo trạng được niêm phong tới chính phủ Bahamas, tạo tiền đề cho việc dẫn độ và xét xử Bankman-Fried tại Mỹ. Trong bản cáo trạng, văn phòng trên nêu rõ, Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019, hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này. Công tố viên Damian Williams đánh giá, đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này. Trong những tuần gần đây, tỷ phú Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, đã phớt lờ những khuyến nghị về pháp lý và nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để giải thích về sự thất bại đột ngột của FTX, thường là thông qua những liên kết video được phát đi từ Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính. Việc bắt giữ tỷ phú này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý, nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX vào tháng trước. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác. Từ góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân.